Tìm hiểu về tổ chức các cơ vị hành chính.
Thưa lễ hội là giới thiệu từ quý và chương trình của các bạn, tôi sẽ chia thành 3 khu vực. Với một, các bạn sẽ đi khu vực A. Các bạn sẽ đi khu vực A trước của hồi vườn biệt tự nhiên. Tiếp theo là giới hai, các bạn sẽ chuẩn bị cho nơi khu vực B là dân tư. Nhóm ba, các bạn sẽ đi khu C là điểm về tổ chức hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh. Và thời gian các bạn tham quan tại mỗi khu vực là 5 phút. Khi các bạn tham quan, các bạn nhớ ghi chép tàu tập của mình. Và tổng thời gian các bạn đi 3 khu vực là 15 phút. Sau khi hết thời gian 15 phút, các bạn sẽ quay về hội trường và cùng nhau thảo luận và cùng đại diện bên trình bày để giải quyết vấn đề của mình. Và bây giờ đúng vào lúc chúng chờ 4:05, các bạn phải quay lại đây để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và tôi thưa các bạn, khi các bạn quan sát tại bảo tàng, thái độ của các bạn sẽ được tính vào vòng thang điểm chung. Do đó các bạn phải trật tự ổn định, phong sơ để nhau khi tham quan, quan sát và nghiêm túc. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu di chuyển để tìm kiếm tham quan tại bảo tàng. Con xin ghi
xin chào tất cả các quý thầy cô và các bạn. Con tên là Trang. Hôm nay con rất vui và vinh hạnh khi được đứng đây để đại diện cho nhóm 1 trình bày về điều kiện tự nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của thành phố Hồ Chí Minh là 2.095 km2. Vị trí địa lý của nó như sau. Phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh giáp với tỉnh Bình Dương, phía tây bắc của thành phố giáp với tỉnh Tây Ninh, phía đông và đông bắc giáp với tỉnh Đồng Nai, phía đông nam giáp với tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, phía tây và tây nam giáp với tỉnh Long An, Tiền Giang và phía nam giáp với biển. Đất đai, sông ngòi, chủ yếu là đất phù sa và đất đỏ ba gian. Đây là vùng thấp có nhiều con sông lớn chảy qua như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn. Khí hậu nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới ẩm, có hai mùa, mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Hệ sinh thái rất đa dạng với hệ động thực vật phong phú. Đây là hình ảnh của hệ sinh thái rừng ngập mặn do nhóm chúng con đã chụp được tại bảo tàng. Còn đây là hình ảnh của rừng ngập mặn Cần Giờ. Điều kiện tự nhiên có tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa. Phần trình bày của nhóm con đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn nhóm 1 ha. Thì trước khi cô nhận xét các bạn, thì có muốn hỏi lớp nhóm 2 và nhóm 3 các bạn có nhận xét gì về bài thuyết trình của nhóm 1? Các bạn có nhận xét gì không? Các ai có nhận xét gì không? Rồi, không có ai nhận xét. Thì trước khi cô nhận xét, cô sẽ hỏi bạn một câu như thế này. Lúc nãy cô nghe bạn trình bày hệ sinh thái rất đa dạng đúng không? Với các loại hệ động thực vật phong phú, và bạn có thể kể tên các loại động thực vật trong hệ sinh thái mà bạn biết. Thưa cô, theo nhóm con tìm hiểu được thì có con cá sấu, rùa, cây tràm, cây đuốc, các loài chim, vân vân. Các bạn muốn quan sát hệ sinh thái ở thành phố, các bạn có thể đến với rừng ngập mặn Cần Giờ. Và năm 2000, nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam. Con xin hết. Cô cảm ơn nhóm 1. Cô nhận xét nhóm 1 các bạn trình bày to, rõ và có chỉ được bản đồ. Đồng thời bạn cũng trả lời được câu hỏi mà cô đưa ra. Thì ở đây có một điểm là về tác động của điều kiện tự nhiên thì các bạn chưa trình bày rõ. Các bạn chỉ nói chung chung là nó phát triển về kinh tế và văn hóa. Thì ở đây tôi sẽ nói cho các bạn biết. Như nhóm 1 trình bày thì về vị trí địa lý của thành phố Hồ Chí Minh là vị trí mở, hết sức là thuận lợi. Bên cạnh đó là được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng, giúp cho thành phố phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực. Như là về kinh tế nông nghiệp thì các bạn thấy đây là hình ảnh sản theo tiêu chuẩn của Việt Gáp tại thành phố Hồ Chí Minh, hay là rau mật trồng hoa lan và du lưới tại Động Trạch, phố Hồ Chí Minh. Phát triển về công nghiệp thì có dệt may, cơ khí chế tạo máy. Ở đây còn có phát triển về đánh bắt thủy hải sản. Đây là hình ảnh người dân đang đánh bắt thủy hải sản tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngoài ra còn là trung tâm thương mại và văn hóa. Thì như các em cũng đã biết thì ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có rất nhiều trung tâm thương mại rất là lớn đúng không? Thì ở đây cô sẽ kể tên một vài trung tâm. Thứ nhất, Takashimaya quận 1, hay là Mino City quận 7. Đây là các trung tâm thương mại lớn của thành phố. Ngoài ra còn nhiều nữa, ở đây cô chỉ kể một vài tên thôi. Thì nhờ tự nhiên đã góp phần làm cho nền kinh tế của thành phố phát triển vượt trội, giúp cho nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trở thành khu kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam. Vậy chúng ta nghĩ xem, chúng ta được sinh ra và lớn lên, được học tập tại thành phố Hồ Chí Minh,
thì chúng ta có cảm thấy tự hào khi chúng ta được sống ở một thành phố phát triển nhất của đất nước không? Có tự hào đúng không? Vậy các bạn là học sinh thì các bạn phải làm gì để bảo vệ thành phố của chúng ta, để giúp thành phố ta phát triển nữa? Chúng ta phải làm gì nào? Mời bạn. Em quân cơ là mình phải chăm ngoan và vâng lời ông bà, thầy cô, cha mẹ. À, ý bạn nói ra là chúng ta phải nỗ lực học thật tốt đúng không? Để sau này giúp ích cho thành phố, giúp ích cho đất nước. Thì ngoài ra các bạn biết bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường ở thành phố của chúng ta. Rồi, tiếp theo về vấn đề dân cư thì cô mời đại diện của nhóm 2 lên trình bày. Con xin kính chào tất cả quý thầy cô và các bạn. Con tên là Ngân. Hôm nay con xin đại diện cho nhóm 2 để trình bày về vấn đề dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Số dân và thành phần dân tộc. Theo thống kê của Cục Thống kê năm 2015, dân số thành phố Hồ Chí Minh là 8,2 triệu người. Thành phố Hồ Chí Minh có đủ 54 thành phần dân tộc cùng người nước ngoài sinh sống như dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, những người nước ngoài như người Anh, người Úc, người Canada. Mật độ dân số là 3.937 người trên km vuông. Sự phân bố ở thành phố Hồ Chí Minh không đồng đều giữa các quận, huyện. Sự gia tăng dân số là nhanh. Đây là biểu đồ gia tăng dân số của thành phố Hồ Chí Minh mà nhóm con đã chụp được tại bảo tàng. Cung cấp nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là nguồn lao động trẻ. Thứ hai,
thu hút nhiều nhân tài đến với thành phố của chúng ta. Khi mà lực lượng lao động dồi dào là những người lao động giỏi thì sẽ thu hút được vốn đầu tư từ nước ngoài, đúng không? Giúp cho thành phố phát triển. Bên cạnh đó, dân số đông cũng mang lại không ít khó khăn cho thành phố cần phải giải quyết. Thứ nhất, đó là vấn đề gì? Tình trạng việc làm gặp khó khăn. Thứ hai, phải giải quyết về chỗ ở cho người dân. Thứ ba, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông. Và cái thứ tư, đó là khó khăn trong việc quản lý dân cư, quản lý an ninh xã hội cũng gặp rất nhiều khó khăn của thành phố. Thì vừa rồi chúng ta tìm hiểu về dân cư, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ chức hành chính. Thì tôi mời nhóm 2, mời nhóm 3 các bạn lên trình bày. Con xin kính chào tất cả các quý thầy cô và các bạn. Con tên là Phương, hôm nay con xin đại diện cho nhóm 3 lên trình bày về vấn đề tổ chức các đơn vị hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Lịch sử hình thành vào năm 1698, thống soái Nguyễn Hữu Cảnh được lệnh của chúa Nguyễn vào kinh được đất Phương Nam. Lúc bấy giờ, Nguyễn Hữu Cảnh đã xác lập chính quyền cho người Việt tại vùng đất Đồng Nai, Gia Định vào năm 1698. Còn đây là tên gọi của thành phố từ năm 1698 đến nay mà nhóm con đã chụp được trong viện bảo tàng. Từ năm 1698 đến năm 1790, thành phố mang tên huyện Tân Bình. Từ năm 1790 đến năm 1802, đổi thành Gia Định Kinh. Từ năm 1802 đến năm 1808 là Gia Định Trấn. Từ năm 1808 đến năm 1832 là Gia Định Thành. Còn từ năm 1832 đến năm 1835 đổi qua tỉnh Phi An. Từ năm 1836 đến năm 1859 là tỉnh Gia Định. Từ năm 1862 đến năm 1930 là thành phố Sài Gòn. Từ năm 1930 đến năm 1954 đổi là Sài Gòn Chợ Lớn. Từ năm 1955 đến năm 1975 đổi thành Đô Thành Sài Gòn. Còn từ năm 1976 đến nay thì mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức các đơn vị hành chính hiện tại gồm 19 quận và 5 huyện. Quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Thủ Đức, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp là nơi chúng ta đang ở hiện tại. 5 huyện gồm huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Các đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế và giữ vững an ninh trật tự. Phần trình bày của con đến đây là hết. Xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Mời cô và các bạn nhận xét. Cô vào thì nhóm ba về chỗ, mời bạn về chỗ. Ngồi xem phim rồi nghe nhóm ba trình bày. Thì các bạn nhận thấy nhóm ba trả lời thiếu phần nào hay không? Có thấy thiếu phần nào không? Đây, cô chiếu lại cho các bạn xem. Rồi, các bạn có thấy là chúng ta trả lời còn thiếu một nào hay không? Mời bạn. Các đơn vị nào đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển kinh tế chưa trình bày được. Thì nhóm ba các bạn cũng trả lời là người đầu tiên trong
trong việc xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Đồng Nai Gia Định năm 1698 là thống soái Nguyễn Hữu Cảnh. Và tiếp theo các bạn có khai thác tư liệu hình ảnh tại bảo tàng. Đó là một số tên gọi của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1698 cho đến nay. Và thứ ba, các bạn cũng kể tên được 19 quận và 5 huyện của thành phố. Tuy nhiên, biết đơn vị đóng vai trò quan trọng thì các bạn chưa nói được. Thì ở đây thì Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân là các đơn vị quan trọng trong việc quản lý kinh tế và phát triển thành phố. Thì như vậy, các bạn nghĩ đi, tính từ khi thời điểm thành lập cho đến nay thì thành phố được đặt được bao nhiêu tuổi rồi? Từ khi mà thành lập cho đến nay đã được bao nhiêu tuổi? Lúc thành lập là năm bao nhiêu? 698 đến đây là năm bao nhiêu? 2019 phải được bao nhiêu tuổi? Đặt được 300 tuổi rồi đúng không? Thì so với thời gian về lịch sử dân tộc thì đây là một thành phố rất trẻ, tuy vừa mới thành lập thôi nhưng nó đã đóng vai trò rất là quan trọng cho việc phát triển kinh tế văn hóa là trung tâm của đất nước. Vậy thông qua bài học ngày hôm nay, các bạn cần nắm cho cô: thứ nhất, về điều kiện tự nhiên thì các bạn thấy điều kiện tự nhiên góp phần rất là quan trọng cho việc phát triển kinh tế văn hóa của đất nước. Thứ hai, dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh tốc độ gia tăng dân số như thế nào? Tăng đúng không? Mật độ cao. Thứ ba, thành phố Hồ Chí Minh có 19 quận và 5 huyện. Các bạn phải nắm được các tên gọi của 19 quận và 5 huyện này. Thì ngày hôm nay các bạn được tham quan bảo tàng, được học sử địa phương. Vậy các bạn đã biết rõ hơn về thành phố của mình chưa? Biết rõ hơn về thành phố của mình rồi. Thì con hy vọng rằng các bạn học sinh, các bạn sẽ có ý thức bảo vệ, giữ gìn các di sản của đất nước để chúng ta có cơ hội tiếp xúc với lịch sử của dân tộc. Đồng thời, các bạn cũng phải nhớ ơn ông cha ta đã có câu mở mang cửa cõi để chúng ta có được thành phố như ngày hôm nay. Rồi, bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn về nhà nhớ hoàn thành thứ học tập và sau đó sẽ đọc lại cho cô. Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay để cảm ơn các quý thầy cô đã đến buổi giờ của tiết học của chúng ta.